Duyên âm ở đây, bạn hỏi giải thích duyên âm là gì? Thầy giải thích theo cái cách hiểu biết của thầy, đó chính là gì? Chính là cái nhân duyên ở đời trước và kiếp trước, thậm chí nhiều đời, nhiều kiếp về trước. Chúng ta hoặc là từng làm vợ, làm chồng, từng là người gì? Người thương yêu nhau. Có thể là anh em, có thể là chị em, có thể là bạn bè, vân vân. Vì một cái lời hứa nào đó mà cái người kia mất đi. Bạn hỏi trong này, nếu mà gặp duyên âm như vậy, cách hóa giải như thế nào? Có hóa giải được không? Hóa giải được. Thầy cũng đã hướng dẫn cho rất nhiều các thiện nam, các tín nữ đã hóa giải được cái trường hợp này. Trước đây thì các thầy cứ làm lễ và hồi hướng cho họ. Nhưng bây giờ thì thầy bắt cái những người mà bảo có duyên âm đó phải tự mình phát nguyện làm lễ. Làm lễ là sao? Tụng kinh Địa Tạng. Tốt nhất là tụng kinh Địa Tạng và phóng sinh nữa. Nếu phóng sinh thì tùy theo cái điều kiện kinh tế, có nhiều thì phóng nhiều, không có nhiều thì gọi là thành tâm một chút thôi cũng được, nhưng phải có phóng sinh để lấy công đức phóng sinh đấy, để hồi hướng cho cái phong ấy. Và đặc biệt là về tụng kinh Địa Tạng, phát nguyện ăn chay trường lấy 21 ngày hoặc 49 ngày và hoặc 100 ngày, ít nhất 21 ngày, vừa là 49 ngày, còn nhiều là 100 ngày. Ăn chay trường, không ăn hành, hẹ, tỏi, kiệu và hành tây. Năm thứ cay nồng đó không ăn hành nhé, hẹ nhé, tỏi nhé, kiệu nhé, hành tây. Không ăn. Và không ăn tất cả thịt của các loại chúng sinh. Thịt trâu, bò, chó, lợn, gà, vịt, vân vân. Tất cả nói chung là phải ăn chay. Chỉ ăn rau thôi. Mình gọi ăn chay như các sư ở trong chùa này, ăn rau thôi. Và mỗi một ngày đọc hết một bộ kinh Địa Tạng, quyển thượng, quyển trung và quyển hạ. Có thể đối trước ban thờ thần linh gia tiên nhà mình được. Còn nếu các bạn đi học thì có thể các bạn thì ở trên cái bàn học của các bạn đọc cũng được. Các bạn múc lên 3 chén nước, nên có trên bàn học của mình. Nếu mà phòng trọ mà các bạn hoan hỷ á, thì chúng ta có một ảnh Bồ Tát Địa Tạng nho nhỏ. Khi chúng ta đọc kinh, chúng ta để lên trên tường hoặc lên trước mắt chúng ta cũng được, chứ hay là trên bàn học chúng ta được. Nếu các bạn không hoan hỷ á, thì cái ảnh chúng ta nhỏ nhỏ chúng ta đọc xong chúng ta lại gấp để vào trong quyển kinh, để lên trên giá sách của chúng ta. Khi đọc thì chúng ta lại để cái quyền, cái ảnh của Bồ Tát Địa Tạng lên trước mặt chúng ta, lên cái bàn học trước mặt chúng ta, để trang nghiêm. Đó, chúng ta múc 3 chén nước lên đó, không cần thanh bông hoa quả. Và các bạn nhất tâm các bạn đọc. Nếu mà phòng mà đông người thì không cần phải đọc to, các bạn đọc như đọc sách thôi, đọc thầm như đọc sách thôi được. Đọc xong và hồi hướng, cứ đọc hết một thời kinh đấy là dành khoảng độ vài phút để hồi hướng cho cái vong linh mà mình đã đi xem. Họ bảo là duyên âm đó, theo mình đó.